Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đút mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra ở Giang Tây. Hy sinh, căn cứ theo một bài báo mà viết thành. Ê, xem ra thịt heo của tư nhân bán rẻ hơn nhiều. Về xưởng nấu cho mấy nhân viên nồi canh thịt. Ê, nồi thịt này thật là ngon thật đó. Ồ, hai tiểu quỷ tham ăn tuổi bầy. Nó mũi cũng thính thật đó hả? Nó vừa ngửi thấy mùi thơm là chạy tới ngay hả? Chọn cho mày một miếng nè. Lại đây, còn nóng hổi nè. Cho tụi bay thưởng thức một miếng nè. Sai hổ, làm cái gì vậy? Sao lại đi giành ăn với con mày? Sai hổ, tranh làm gì? Cho mày thêm một miếng nữa, được chưa, hả? Đừng xuống nữa. Sai hổ, sai hổ, sai hổ, mày hôm nay chẳng ra làm sao cả. Ây da, thật là lạ quá. Sai hổ, đừng có sủa nữa. Mấy hôm nay làm sao như vậy chứ? Ngày thường nó đều nhường cho con nó mà, hôm nay thì ngược lại. Sai hổ, rốt cuộc là mày đang làm gì đây? Tránh ra, tránh ra. Không phải là đã cho mày ăn thịt đó sao? Mày lại không chịu ăn, mày lại còn sủa cái gì nữa chứ? Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Còn chưa chịu cơm mồm nữa. Sai hổ, nhân viên sắp đến ăn cơm rồi, mày còn không chịu im miệng. Này này, thật là phiền phức chết đi được. Anh Lưu à, thịt thơm quá. Dọn cơm đi. Anh Lưu quá rồi. Ở đừng vội đến ngày thôi. Dọn mộc đi. Con chó này làm sao đây? Được rồi, cho mày thêm miếng nữa nè. Tha đi, ăn đi, đừng có ồn nữa. À, con chó này,
Mày không chịu ăn thì thôi, lát nữa ngay cả thức ăn còn thừa tao cũng không cho mày đâu. Chị anh Lưu, mau lên, mau lên. Anh Lưu à, xong mau chưa lên. Anh Lưu? Xong rồi ngay, xong xong đi. ngay đây. Mau lên, mau lên. Đừng vội, đừng vội. Tao xin mày đó. Mày đừng xuống nữa được không? Mày đừng xuống nữa được không? Đợi tao sẽ bán hết cơm thì tao sẽ cho tụi bay ăn mà. Ngon nào. Rốt cuộc thì mày muốn cái gì đây chứ? Sai hổ. Hả? Ê dạ sai hổ, sao lại như thế này? Sai hổ, sai hổ. Con chó này bị làm sao vậy kìa? Ê dạ sai hổ, sao lại như thế này? Sai hổ. Về sau, các nhân viên mới biết được sái hổ là vì ngửi thấy mùi thuốc cực độc trong thịt. Nghĩa cử của nó đã cứu được toàn thể các nhân viên trong xưởng. Vì để cảm ơn sái hổ vì nghĩa quên mình, các nhân viên đã đắp tượng trong xưởng để tưởng nhớ sái hổ. Nam mô A Di Đà Phật.
phần.